Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên đoàn Lao động huyện tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023. Hội người cao tuổi huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Hội đồng Nhân dân xã Chư Bâng và Chư Bô tổ chức kỳ họp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân xã Anh Ai tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 29 tháng 12, Liên đoàn Lao động huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Về dự có đồng chí Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Năm 2023 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như thực hiện tốt các hoạt động chăm lo thông qua việc tổ chức chương trình Tết sum vầy, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên với tổng số tiền 165 triệu đồng. Các phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công chức, viên chức và người lao động được các công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm chú trọng. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho một cá nhân, tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2023. Sáng ngày 29 tháng 12, Hội người cao tuổi huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đồng chí Ini Mở Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong năm 2023, trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên, các cấp hội người cao tuổi đã hoàn thành và hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong đó chú trọng phát triển hội viên, kịp thời biểu dương, nhân rộng, gương điển hình, phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Trong năm, Hội người cao tuổi cơ sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thị Trấn tổ chức mừng thọ cho 468 cụ, phối hợp với Bệnh viện Mắt tổ chức khám cho 177 cụ. Trong đó có 44 cụ được hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể, có 1.720 cụ có thẻ bảo hiểm y tế, 713 cụ được khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, Hội người cao tuổi đã duy trì và phát triển 10 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Người cao tuổi cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình, thôn buôn văn hóa. Kết thúc hội nghị, Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy khen cho một cá nhân. Hội người cao tuổi huyện Krông Búc trao thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã Chư Bô và Chư Bâng nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Chư Bô tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Chư Bô đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân xã, đồng thời thông qua và thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã năm 2023, thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thông qua nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân xã và các nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân xã.
Trong năm 2023, tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được duy trì và ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước là 553,5 triệu đồng, đạt 103,7% kế hoạch. Sản lượng cà phê ước đạt trên 5.500 tấn, đạt 128,9% kế hoạch. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đạt 10 trên 11 tiêu chí Hội đồng Nhân dân xã giao. Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân xã luôn có sự cải tiến khắc phục những hạn chế của kỳ họp trước. Cũng tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân xã Chư Bô khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết, thông qua 8 nội dung nghị quyết trình tại kỳ họp. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân xã Chư Bâng tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân xã khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua và thảo luận đánh giá các nội dung báo cáo, thông báo tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban Hội đồng Nhân dân xã. Trong năm 2023, Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân xã đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng Nhân dân xã được thực hiện đúng quy định. Công tác giám sát đã bám sát luật và nghị quyết Hội đồng Nhân dân, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân xã, trong năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tiếp tục được chú trọng. Thu ngân sách nhà nước đạt 1,279 tỷ đồng, bằng 226% kế hoạch. Diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 101,1% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,13%. Số hộ gia đình văn hóa đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân xã Chư Bâng cũng đã biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết bao gồm nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân xã năm 2023, nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân xã năm 2024, nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân xã năm 2024 về thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024, thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024, phân khai sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 và nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cải cách tiền lương năm 2023 theo Nghị định 24 của Chính phủ. Sáng ngày 9 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã An Hải tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của xã Hải Ngai đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất lương thực có hạt đạt 180 tấn, đạt chỉ tiêu xã giao. Công tác thu ngân sách đạt 130% so với dự toán huyện giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 235% chỉ tiêu giao. Tỷ lệ học sinh đến trường là 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,92% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người là trên 47 triệu đồng trên một người trên một năm. Xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của chính quyền địa phương ngày càng được đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng đảng, chính quyền. Công khai minh bạch trong hoạt động, yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân đều được quan tâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác năm 2023, cũng như chỉ ra những khó khăn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra phương hướng khắc phục trong năm 2024. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hải Ngai đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.